Ok nhé, như vậy xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, hôm nay mình lại có một cái quả. Mọi người nhìn cái trục này nó sát với cái lồng rồi. Khi chạy còn bị va. Khi chạy được cua phát nó va nhé. Và cánh vào lồng. Đây là cái quạt đứng nhá, ốc của con này là ren ngược mọi người nhá, ốc chủ ren ngược. Rồi, rút cánh nha, rồi khoai. Đây cái con này một cục bạc khá là kém, mình sẽ thay. Trong cái quá trình thay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Trước tiên mọi người cắm điện vào. Mọi người nghe rõ tiếng kêu không? Đó. Mình sẽ lấy giấy nhám này đánh sạch. Chụp phải đi để rút để nó trôi qua cái bạc nó dễ mọi người nhé. Rút cái phần tay kéo thuốc lá này ra. Rồi, tiếp đến là mọi người tháo cái tay giàn thuốc lá này ra. Gọn đồ qua bên. Tiếp đó tháo bốn con ốc. Ở một bên. Mọi người chú ý nha, tháo ra trong cái quá trình tháo rất nhiều người giật ra là làm đứt cái dây ở motor nha, cái dây motor quản rất là bé. Sau cái quá trình chạy cái dây đai, cái dây rút này nó lóng nó sẽ giòn. Mọi người kéo nha, cẩn thận nha. Không là lợn lành thành lợn què mọi người nhé. Không chủ quan nữa. Tôi nghĩ là mình sửa được cuối cùng là lại thành hàng nhé. Cho mọi người chú ý ở vấn đề này. Cái này đang không rút ra phía trước được nhá, cái rô to không rút ra phía trước được nhá, mọi người rút phía sau nha, rút phía trước nó đứt cái dây nhá. Chờ mình chút mình đi xịt sạch cái này, bụi quá. Cái quạt quạt người ta làm nghề bụi lắm rồi đây. Rút phía trước.
cho chút dầu ở phía trước này để dễ rút cái trục ra nhé. Cố rút đằng trước này đứt hết. Bày là bạc luôn. Đây, mọi người xem nó quận điện này. Để phần sau nó hão hõm vào này. Phần này nó hõm vào này. Cố tình rút rô to về đằng này nhé. Đấy. Là sẽ đứt hết cái dây này. Là coi như là vứt đi luôn. Vứt cái quận này đi luôn mọi người nhé. Đấy, đằng sau này nó lại làm rộng này. Đấy, rút lọt rô to qua. Đấy, đằng trước thì không. Rất là nguy hiểm nhé. Anh em nào chú ý. Sau mình rút này thấy nó hơi chặt chặt tay là mình nghĩ là không rút được trước rồi. May là mình chớm nhẹ có một chút vết này. Rồi, cái bạc này dính chặt đây. Thằng ấy đập cho mình nhá, đập cái nó vỡ thôi. Đó, đập cái nó vỡ. Rút cái căn bạc này ra, cái này ngoài cái căn bạc nhé. Mọi người chuyển mic cho mình cái ống tiếp này đóng ra thôi. Ra nhiều người cứ bảo là ép này ép kia ra này, mình làm có máy ép nhé, mình ra là chia sẻ đây thì ai có máy ép thì máy ép được. Đó. Nhiều người bọn người cứ bảo là đóng này nhưng mà thực ra mình làm mình cũng đóng này rất là nhiều, không phải là nhiều nhé. Nhiều người không biết thì cứ nói, không hiểu biết cứ nói lung tung. Mắc cái tính là nói nhiều, ai mà đóng cái góp cái ý kiến xây dựng thì đừng nghe, mà ai mà vào chặt máy là mình rất là ghét đấy. Đây nhá, mình dầu cái dùng cái dầu dầu máy khâu nhé, nó đi ra các cái tiệm sửa chữa máy khâu ấy, mọi người mua cái dầu này mình cho vào thì chạy nó rất là sướng mọi người nhé. Mọi người đừng cho nước xe máy mà chạy được thôi, nhưng mà nó cái thời gian nhanh khô nên khó rồi nhé. Có dầu 10, mọi người cho dầu 10 chạy là hay nhất. Đã, mình dùng cái khẩu 22 đó các bạn nhé. Khẩu 22. Cái bạc này mọi người nhớ vệ sinh thật sạch nhé, nó dính sạn là chạy một bữa hai bữa nào rồi.
đi vào mọi người xịt sạch cái bàn đi. Mọi người lắp ấy, mà không có tí dưa dọc mà nó bó nhé. Thường nó kiểm tra nó quay nó sẽ nhẹ nè, sẽ có một tí dưa dọc hoặc là quay nhẹ cũng được nhé. Mọi người cứ kiểm tra mà vần cái trục này nó quay nhẹ là cái căn bản nó chuẩn. Nếu mà nó không chuẩn thì mọi người bỏ đây một cái long đen cao su, mọi người bỏ bớt ra. Tại vì nhiều khi cái bạc ấy, cái phần bạc nó cao lên một tí này thì là bỏ bớt đi mọi người nhá, bỏ bớt cái lông đen này đi. Đó, là ok thôi, bớt cái lông đen nó thích hợp, nó sẽ chạy rồi nhá, chứ ép quá là không thể chạy đâu. Okay, đã chạy rồi. Lắp cái phanh cánh. Lắp cái bọc sau.
ok mọi người nhé, chạy bình thường. Ok, hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người cái cách thay trục bạc rất là chi tiết nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Đức Anh nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.